Chị em trích phúc âm theo thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta vừa nghe Chúa nói các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em về cái đặc tính của muối. Ba cái đặc tính của muối hôm nay tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất, muối là muối, nó không đồng hóa với các thứ nó trộn vào. Chúng ta khi mà chúng ta cho muối vào thức ăn để chúng ta nêm nếm nó thì nó phải là nó phải mặn, thì chúng ta nó mới có thể giúp cho thức ăn ngon được. Còn nếu mà nó tan vào trong thức ăn, nó không còn vị mặn nữa thì kể như là vất đi. Chúng ta cũng vậy, khi Chúa nói chúng ta là muối đất là chúng ta trộn lẫn với thế gian, nhưng không bao giờ đồng hóa với thế gian. Nên khi chúng ta hạ thấp cái tiêu chuẩn Kitô hữu của mình để phù hợp và thích nghi với thế gian, có nghĩa là chúng ta không còn là chúng ta nữa, và đó không phải là cách Chúa Giêsu đã làm. Cái đặc tính thứ hai của muối là cái quyền lực ẩn giấu. Nó có một cái sự bất quân bình giữa cái bề ngoài của muối và cái hiệu lực của nó bên trong. Nhìn bề ngoài chúng ta khó biết được là nó là muối hay là đường. Nhiều khi mấy bà nội trợ hay là mấy người nòm nấu nướng nhiều khi để hai cái lọ đường với lọ muối bên cạnh nhau. Nhiều khi thay vì cho đường thì lại cho muối vào, hay là thay vì cho muối lại cho đường vào. Nếu mà không để, tại vì nhìn nó giống nhau lắm. Nhưng mà khi chúng ta nếm nó thì chúng ta biết là nó là muối hay là đường. Nên khi chúng ta nếm nó thì chúng ta mới biết công hiệu của nó. Thì những cái việc tiến triển tinh thần cũng giống như muối, khó mà đếm được kết quả trước mắt vì nó ẩn giấu trước mắt chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy. Nên đôi khi những cái việc tông đồ chúng ta làm, chúng ta muốn nhìn thấy kết quả ngay. Không đâu. Chúng ta cứ cố gắng cầu nguyện. Có nhiều người sốt ruột khi nói cầu nguyện hoài mà không thấy cái người đấy thay đổi. Hay là chúng ta cầu nguyện hoài, chúng ta làm việc lành hoài mà chúng ta cũng không thu hút được ai. Hay là chính chúng ta cũng muốn sửa đổi tính tình của chúng ta mà chúng ta cứ thấy hoài mà chúng ta chưa thay đổi được. Chúng ta phải biết rằng thì là những cái việc thiêng liêng như vậy nó tiến triển rất là chậm chạp, chúng ta nhiều khi không thấy. Ngay cả khi nhiều khi chúng ta
khi chúng ta không còn nữa thì cái công việc của chúng ta mới nhìn thấy kết quả. Và chúng ta phải biết cái phó thác cái kết quả đó vào trong tay Chúa. Rồi cái đặc tính thứ ba của muối là làm chúng ta khát, làm chúng ta đói khát. Khi chúng ta ăn mặn thì chúng ta cảm thấy khát nước. Nên trong nghi thức rửa tội trước công đồng Vatican thứ hai thì có một cái nghi thức là vị chủ tế sẽ bỏ một chút muối vào miệng của đứa bé và nói như thế này: sau khi nếm vị muối lần đầu, con hãy mau được no thỏa cơn đói khát cho của nuôi dưỡng từ trời. Của nuôi dưỡng từ trời đó chính là bí tích thánh thể. Vì bí tích thánh thể là thức ăn và của uống thật để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, linh hồn chúng ta. Do đó, nếu mà chúng ta làm muối thì chúng ta phải tạo nên cho người khác cái sự đói khát, ao ước được nếm hương vị thần linh của Thiên Chúa ở trong đời sống của chúng ta, qua đời sống của chúng ta. Do đó, qua cái ba đặc tính của muối mà tôi vừa chia sẻ với quý ông bà anh chị em, thì cái sứ điệp của phúc âm hôm nay khi Chúa nói các con là muối đất là Chúa muốn chúng ta phải thực sự là những Kitô hữu, thực sự là môn đệ của Chúa. Và muốn là môn đệ của Chúa thì chúng ta phải nên giống Chúa. Có như thế chúng ta mới có thể ướp được cuộc đời ở chung quanh chúng ta. Rồi chúng ta phải làm muối để làm cho người khác cảm thấy đời sống Kitô hữu là một cái gì đó thu hút người ta, để cho người ta cảm thấy khao khát được trở nên Kitô hữu. Nên lời Chúa hôm nay gợi ý chúng ta là đời chúng ta phải có ảnh hưởng như muối để giữ cho vị của phúc âm mặn đủ, để người khác thấy được quyền lực ẩn giấu của nó. Và nếu mà chúng ta sống đúng như là muối để ướp đời thì dần dà chúng ta sẽ thấy có nhiều người sẽ tìm đến với chúng ta, tìm đến với cộng đoàn của chúng ta. Và nhiều người khi mà nhìn thấy chúng ta sống đời sống Kitô hữu, chúng ta chân chính, thì họ sẽ tìm hiểu và họ trở lại đạo, họ gia nhập, họ trở thành Kitô giáo, trở thành Kitô hữu như chúng ta. Nên lời Chúa nhắc nhở chúng ta cái việc chúng ta phải làm muối để ướp mặn đời, để cho người khác cảm thấy khao khát được nếm thử hương vị thần linh của việc trở nên con cái của Thiên Chúa. Dear friends, in today's gospel, Jesus says we are the salt of the earth. It means we are a spice, a flavor, as you might, a witness. We are not meant to take over, but to show the way, to season the society by living the word and power of God. Those words were the words of the Beatitude spoken to the multitude. Words meant not just for me, but for all. Words which look to care for all. It highlights Isaiah in today's first reading: to feed the hungry, to give shelter, to give clothing,
our church to look out for our own. For we are all one in the Lord. We must remember such witness and action is bad. Remember, salt is the season, is the seasoning, not the main course. Just like that, we are the means that God shines for. For that is the purpose of our saltiness. We can never forget that it is not our work, but the power of God. What we do and share give witness and enhances His work on the earth and compassion more people along the way. So today's message then is clear that we are called to look out for each other. The hungry, homeless, the oppressed, the sick. What help and service, what witness is what comes back to us. The biggest example of this giving and service was Christ Himself. Nothing stood in the way. He gave Himself over as a man to the power of God. While we know that as frail as a person that we are, and how far short we all fall from Him, we are, through the powers of God, given the means to try and to His plan to succeed.